thể chấp nhận con người này. Anh ta khác hoàn toàn khi yêu. Lúc yêu thì gọn gàng thơm tho, lúc về ở thì lôi thôi bừa bãi. Cứ về đến nhà là xem tivi. Cô thì có gì hay hơn? Cơm thì không biết nấu, suốt ngày đòi ăn hàng. Anh ơi, hay mình đi ăn hàng nha. Suốt ngày bôi bôi cho chát. Quá thế luôn. Anh ơi, đi shopping đi. Ngày nào cũng chỉ đòi đi chơi, đi shopping. Đi shopping đi mà. Không. Anh không yêu em, anh không thương em đúng không? Nhưng điều tôi tức giận nhất là đàn ông gì mà không thể nhường vợ dù chỉ một chút. Không thấu hiểu cho đam mê của chồng. Cái này mới hay này. Đấy. Hôm nay tập cuối rồi, trả lại em đi. Hôm nay là trận chung kết. Đấy. Rồi em đi vào phòng mà xem bằng điện thoại đi. Wifi kém lắm không xem được. Trả. Đây là của anh. Ơ. Này. Đứng xuống đi. Đứng lại. Đứng lại. Không được đâu. Xin chào anh chị. Hôm nay em đến lắp đặt internet và Viettel TV. Một đường truyền, hai dịch vụ. Internet cáp quang siêu tốc độ, nhanh như gió, khỏe như trâu, đâu đâu cũng có. Đi cùng truyền hình tương tác thế hệ mới. Thích có thể xem bằng TV, không thích có thể xem bằng điện thoại. Anh muốn bóng đá, chị thích xem phim, đều có thể tua lại được. Internet và truyền hình Viettel có ở mọi nơi, xem mọi lúc, chị sướng, anh vui cả ngày. Anh. Hả? Anh mở bóng đá trên TV mà xem. Thôi, em cứ xem phim của em đi. Anh xem trên điện thoại cũng được. Đi cùng cô. Người ta tỏ tình rồi kìa. Không phải sợ, có anh ở đây rồi, có anh ở đây rồi. Bạn cần, Viettel luôn có. Lắp internet, lắp cả truyền hình. Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8168.